Vâng, rất là nhiều sản phẩm về để giới thiệu cho tất cả các bác. Hàng Nhật cực chất lượng, cực xịn. Đấy, bác nào đi qua kênh thì đăng ký kênh, like cho em nhé. Máy giặt, về máy giặt này. Đấy. Bếp này. Đấy. Đàn này. Cây đàn Nhật Casio của Nhật này. Cây đàn Nhật này. Đấy, bạn nào cần cây đàn Nhật này thì alo cho em. Có 2 cây. Vâng, có 2 cây đấy ạ. 2 cây đàn Nhật. Và một số các cái quạt này. Quạt này. Đấy. Quạt này. Đấy, quạt này là quạt Toshiba này. Quạt Toshiba này, quạt cây dài này. Đấy, quạt cây dài này. Quạt Nhật này, quạt Nhật này. Các bác có thể để ở trong nhà và rất là ngon. Toshiba này. Vâng. Rất là ngon luôn các bác nhá. Về rất là nhiều hàng để các bác sử dụng luôn. Có mấy cái chiếc quạt là Toshiba này rất là ngon. Đồng hồ nữa, và về đồng hồ nữa, rất là nhiều đồng hồ Nhật nhá. Đồng hồ Nhật đây. Lọc khí, lọc kia có hết, và máy giặt có hết. Máy giặt đây. Máy giặt Pana. Máy giặt Pana các bạn nhá. Máy giặt Pana thì là loại thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Đây ạ, vâng. Quá nổi tiếng rồi. Sáp này. Đấy, sáp này. Sáp này. Rất là nhiều sản phẩm về. Bác nào cần món nào thì cứ alo cho em. Thì cái này là bác nào là cần máy giặt thì cứ alo cho em nhá. Đây ạ, máy giặt đây. Máy giặt đây. Máy giặt này là vẫn là nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên zin xịn xịn luôn. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện, nguyên zin xịn xịn luôn các bác nhá. Đấy, bác nào cần máy giặt thì alo cho em luôn. Pana này, đây là con này là con sáp nhá. Con này là con sáp này. Đấy. Và con này là con Pana này. Pana này là 2010. Đấy. Bên Nhật là người ta sử dụng khoảng tầm 7-8 năm đến chục năm là người ta sẽ thanh lý các anh nhá. Thanh lý để người ta sử dụng sản phẩm mới, bởi vì bên đấy người ta sản xuất được rất nhiều. Đấy, hàng Nhật này. Và một số cái máy lọc nước này. Đấy. Máy lọc nước ion kiềm này. Đấy. Các bác nên nhớ là khi mà các bác uống những cái máy lọc nước ion kiềm của Nhật này, nó rất là tốt cho sức khỏe các bác nhá. Đấy, có 3 chiếc này. 3 chiếc ion kiềm, đây là những chiếc cực kỳ là chất lượng. Đấy, lọc lọc nước tốt này. Đấy. Rất ngon luôn. Có các cái hướng dẫn sử dụng đây. Đấy. Và hướng dẫn sử dụng hết đây. Tổng những chiếc này là 8 triệu rưỡi một chiếc. Có 3 chiếc thì các bác nào cần cái chiếc nào thì các alo cho em nhá. 8 triệu rưỡi một chiếc đây. Niêm giá luôn cho các bác luôn. Đấy, đây cho xem luôn. Còn 3 chiếc con nào lấy đi rồi lấy một chiếc thì các bác cứ alo cho em. Chiếc này là chiếc Panasonic này. Đấy. Pana này. Made in Japan, Nhật Bản đây. Đấy, lọc nước này là các bác nào mà có điều kiện tí thì các bác sử dụng những cái lọc nước này. Mà không không có điều kiện thì các bác cũng nên sử dụng những máy này. Bởi vì sao? Bởi vì nó tốt cho cả gia đình của các bác nhá. Và hàng Nhật này là người ta chú trọng rất nhiều đến sức khỏe của gia đình các bác ạ. Không việc gì mà phải tiết kiệm cả. Tiết kiệm vào những cái này là rất là nguy hiểm, bởi vì nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe của gia đình các bác. Vâng. Đây nữa này. Hút ẩm bụi này, hút robot này. Robot thông minh
Lô này, lô hỗn hợp này về thì được có 1, 2, 3, 4 con nhá. Vâng, còn 4 con, 1, 2, 3, 4, robot Nhật đây. Đấy, robot Nhật xịn đấy các anh nhá. Loại này thì các bác về chạy thôi, cứ thế chạy thôi. Cứ thế chạy thôi, bởi vì cái loại này nó robot thông minh lau nhà của Nhật này nó sử dụng rất ngon. Vâng, sạc pin và chạy nhá các anh nhá, sạc pin và chạy. Đấy, các bác chỉ cần sạc pin là lên là chạy thôi. Vâng, kho hôm nay về cực kỳ là nhiều luôn. Đây có cả xe đạp rất nhiều luôn các anh nhá. Đây xe đạp đây, chiếc xe đạp mà cổ đây, xe đạp cổ. Và loa nữa này, đài này. Đấy, chiếc đài này cực kỳ là ngon này. Đấy, chiếc đài cực kỳ là ngon này. Đấy, nồi cơm điện này, Tiger này. Đấy, nồi cơm này thì lại sản xuất tại Trung Quốc nha các anh nhá. Đấy, nồi này thì là sản xuất tại Trung Quốc này. Đấy, Tiger này. Vâng, lô quạt mới về 2 chiếc các bác nhá. Quạt hơi nước. Đấy, quạt hơi nước Nhật đây. Quạt hơi nước Nhật các bác nhá. 2 chiếc này. Đấy, cái này là đảm bảo cho mùa hè các bác mát này, mát lạnh luôn này. Các bác nào cần thì alo cho em luôn này. Đấy, quạt hai nước này. À, hơi nước này. 2 chiếc về này các bác này. Đấy. Và máy hút ẩm 1 2 3 4. Ao lọc khí, máy lọc khí. Lọc khí nhá các anh nhá. Lọc khí. Lọc khí mới về. 1 2 3 4 được, lô này được 4 chiếc. Máy lọc khí này, Nano này. Panasonic này. Đấy. Vâng. Rất chất lượng luôn. Cực kỳ là ngon. Cái này đều là đều đổi lên dòng điện 210 hết rồi các anh nhá. Đều là điện 210 hết rồi. Và rất là ngon luôn các anh nhá. Đồng hồ này, cả đồng hồ này về luôn này. Toshiba này, nguyên hộp luôn này. Đấy, nguyên hộp, nguyên còn nguyên hộp luôn. Đấy, cái này thì Toshiba này. Nồi cơm điện này. Vâng, toàn hàng mà kho mới về các anh nhá. Panasonic. Panasonic. Máy rửa bát. Và về được cả lô còn nguyên hộp này, máy hút ẩm. Máy hút ẩm này. Máy hút ẩm về lô này được cũng là được 4 chiếc. 1 2 3 4 này, 4 chiếc nguyên hộp này. Đấy, máy hút ẩm các anh nhá. Nồi cơm này. Máy hút ẩm này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 6 triệu một chiếc này. 6 triệu một chiếc các bác nhá. 6 triệu một chiếc. Nguyên hộp luôn, nguyên thùng luôn. Đấy. Vâng, tiếp tục về các lô xe Nhật. Hàng Nhật, lô xe Nhật đây các bác ơi. Đủ các loại. Đủ các loại này các bác nhá. Vâng. Đây có cả xe Mỹ Special Line này. Xe Mỹ Special Line. Xe Rante. Vâng, xe Rante. Lô này rất là nhiều loại này. Fury này. Có cả Fury này. Đấy. Rồi là Fuji 11 đen trắng đỏ này. Đen trắng đỏ này. Đấy. Check này. Đây có con check màu cam. Con check màu cam này nhé các bác nhá. Check màu cam này. Đấy lô đấy lô hàng cũ là nó có tem hàng cũ đấy các bác ạ. Các bác những cái xe nào mà nó khoảng tầm còn 60-70% thì nó có tem hàng cũ. Đây con này là con BNG màu xanh này, xanh lá này. Đấy, BNG màu xanh lá này. Và check màu đen này, 7.2.
Đây con check màu đen này, bác nào cần con check màu đen này 720 thì alo em nhá. Vâng, nó vừa về xong đấy ạ. Nó vừa về xong, vừa xếp xuống đây. Check này, 720 này. Check màu đen 720 này. Và con này là con BNC màu đen này, Roma 2 này. BNC Roma 2. Đây rất là nhiều BNC. BNC màu đen này. Đấy, logo tem BNC đây. BNC nhá. Đây về mấy con BNC này rất đẹp, một con màu xanh này. Đấy, màu xanh. Và con màu bạc này. Con màu bạc này là con màu bạc Merida. Vâng, có mỗi con màu bạc Merida này. Đây. Đấy. Bác nào cần thì alo cho em nhé. Con màu bạc Merida này. Đây, màu bạc Merida đây. Đấy. Con này là màu bạc này. Hộp kim nhôm nhá các anh nhá. Tay này. Đấy, ghi đông và chén của nó đẹp chưa? Đấy. Ghi đông và chén này. Bô tăng này, rất đẹp luôn này. Màu bạc đẹp này. Đấy, bác nào cần con này thì alo cho em nhá. Merida nổi tiếng đấy, con này nổi tiếng. Phanh đĩa này, thắng đĩa này. Vâng. Đấy, tem cũ Nhật này. Phanh Tectro bản phanh đĩa 16 inch. Đây, tem logo của Merida đây. Đấy, rất là nhiều xe mới về. Còn con màu đồng này. Con màu đồng này các bác nhá. Đấy. Đây con màu đồng. Thì em quay vừa về thì em quay luôn cho các bác để lát nữa em sẽ vào cái chi tiết cho các bác luôn. Đây, màu đồng đây. Màu đồng này thì nó là in trực tiếp vào đây. Con này rất đẹp luôn. Đấy. Check này, Zante này, Special Line này, BNC này. Có cả cho bác xe. Cái này là xe dành cho các bạn nhỏ tầm học lớp trung học. Đây con này học lớp trung học này. Con này trung học nha các anh nhá. Trung học, con này là trung học bên Nhật về này. Đấy, bên Nhật về. Xe trung học bên Nhật đấy. Đấy, nó vừa về xong nên nó dây dợ, nó cái con này nó còn chưa có gọn gàng ở đâu các bác ạ. Vâng. Phải đây con này là trung học của Nhật. Và con này sản xuất tại Mỹ. Vâng. Cái này sản xuất tại California của Mỹ. Con này tên là GT. Vâng. 2.0. Con này ngon này các bạn ạ, bạn nào trung học là ngon này, GT nhá. Con này GT là hộp kim nhôm này, đấy. GT là thương hiệu quá là nổi tiếng của Mỹ rồi, đây GT đây, tem GT đây. Đấy, bác nào cần cái này cho bạn trung học hay là cái này là lớp 5 đến lớp 9 thì đi ngon nhá. Đấy, con này này. Con này lớp 5, lớp 9 đi ngon. Yên hỏng, yên thay đi. Các bác yên này, yên thay đi cho em nhá. Đấy, GT này. GT thì được những con nó còn ngon, còn nguyên sơ, nguyên dạng như này là ít, rất là hiếm. Các bác ạ. Vâng. Tiếp theo là những con xe đạp gấp. Gấp này, chạy bằng điện này. Đây. Đây các bác ạ. Đây là gấp Nhật nhá. Gấp Nhật đây các anh nhá, gấp Nhật rồi. Ổ điện còn ở đây. Đấy. Ổ điện còn ở đây. Đấy. Máy ơ điện này. Và con này nữa này. Đây, transit và transit nhá, các anh nhá. Transit. Con này nữa có 3 con. Con này là Roy Tire. Đấy. Đây, tem cũ đây, tem cũ. Và mấy chiếc xe của xe này là xe dành cho các bác gái đi chợ hoặc đi xe học sinh. Vâng, đây các bác ơi. Đây nhá.
Con này là con Fuji. Vâng. Fuji. Fuji. Rất đẹp luôn. Những con này là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Mini nhá các bác nhá, xe mini này. Đây. Đây là cái gì đây, nó ghi in cả vào đây này. Mini Nhật, vâng, mini Nhật. Những con mini Nhật, vâng. Giá hầu như là giá thanh lý hết các bác ạ. Giá thanh lý hết nha các bác nhá. Chiếc Gian T này, đấy, Gian T. Fuji này.